Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là một chiếc xe đạp điện Brigetto này. Con xe này thì hiện tại là cái bệnh của nó như thế này, tức là bật điện lên thì hệ thống điện vẫn có bình thường, vẫn có điện nhé. Thế nhưng mà khi ga thì nó như thế này, nó có hiện tượng này. Ga thì bánh nó hơi nhúc nhích một chút và nó có tiếng kêu này. Cái này thì cái tiếng động cơ thì nó vẫn có bình thường nhưng mà bánh nó không quay. Thì theo mình phỏng đoán là con này bị hỏng hệ thống bánh răng đồng trục. Đấy, và bây giờ phải tiến hành các cái thao tác thay bánh răng đồng trục nhé. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay bánh răng đồng trục của cái động cơ xe điện này. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành tháo động cơ của xe ra nhé. Tháo thì nó cũng không có gì khó khăn cả. Các bạn tháo bình thường thôi. Vấn đề là phải để ý các cái vị trí ốc ác lúc tháo ra để mình lúc lắp vào cho nó đơn giản, nó không bị quên. Để cái bánh răng ở trong nó vỡ nát hết rồi, có thể là nó bị khô mỡ ở trong xe, chắc là chưa bao giờ được bảo dưỡng nên là nó mới dẫn đến cái hiện tượng là mòn hết bánh răng, sau đó thì nó vỡ. Các bạn sử dụng các cái kìm và các cái công cụ tự chế để tháo bánh răng ra nhé. Cái kìm bóp phanh đấy. Cái bánh răng thì bị vỡ ra hết rồi. Các bạn tháo từng cái chi tiết ra, nhớ rằng là những cái gì cần thiết thì các bạn phải giữ lại. Các cái phanh này ta cứ để gọn vào để cũng có thể dùng đến. Thì cái bánh răng này là cái loại 29 răng các bạn nhé. Các bạn chọn mua cái loại 29 răng đấy. Một bộ nó gồm có 3 cái bánh răng. Đấy, các bạn chọn mua sau đó về các bạn sẽ lắp vào. Thì khi lắp vào các bạn để ý nó sẽ còn có các cái lòng đen đỡ ở phía dưới. Nên ta không được quên là khi nó chạy nó sẽ bị lệch và nó dẫn đến cái việc nhanh mòn và hỏng mất cái bánh răng. Việc lắp đặt cái ba cái bánh răng này thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả đấy. Ta phải luôn luôn có cái kẹp phanh này nhé. Cái này nó sẽ giữ cho cái bánh răng nó không bị rơi ra ngoài, giúp cái việc lắp đặt nó dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Cái kẹp phanh đấy nó sẽ cố định các cái bánh răng vào các cái vị trí nhất định.
làm thì nó cũng không khó khăn, nhưng mà nó đòi hỏi cái tính tỉ mỉ, cẩn thận. Đấy các bạn thấy đấy, nó được cố định rất là chắc, nó không bị rơi ra ngoài, mà cũng rất là thuận tiện cho việc lắp đặt. Bây giờ các bạn sẽ đưa nó vào. Nhớ chú ý rằng là các cái bánh răng nó quay ở trong cái động cơ là các bạn phải bôi rất là nhiều mỡ nhé. Cái mỡ này nó giúp giảm cái ma sát và làm cho cái xe trong quá trình vận hành, cái động cơ, tiếng kêu của động cơ nó êm hơn và tránh được cái việc nó mài mòn, nó làm hỏng các cái bánh răng. Định kỳ thì đối với cái loại động cơ này ta phải bảo dưỡng thường xuyên để kiểm tra xem mỡ ở bên trong nó có bị hết không, bị hỏng không. Và cái mỡ mà kém chất lượng thì cái tần suất bảo dưỡng phải nhiều để tránh cái việc phải thay cái bánh răng. Đấy, các bạn phải bôi vào cái bánh răng ở trên vành động cơ nữa nhé. Trên vành động cơ nó có một cái bánh răng nhưng nó bằng sắt đấy, để nó sẽ nhận cái chuyển động từ trong ba cái bánh răng đồng trục này đưa ra cho cái bánh ngoài nó quay. Bây giờ ta tiến hành lắp đặt vào thôi. Khi lắp đặt thì các bạn lắc nhẹ nhàng để cho các cái vị trí bánh răng khớp nhau là được. Sau đó thì vặn ốc vào. Xong xuôi thì ta thử test lại thôi, xem có quay hay không. Thì đây là cái video thứ hai mà tôi hướng dẫn về cái việc thay cái bánh răng của động cơ con xe điện Bridgestone. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Xin chào.